đua xe đạp ô tô. Hôm nay ổng là cao nhất và đã thi đấu khá thành công ở giải năm nay. Chúng ta Chi Văn và Nguyễn Thành Lâm đã thi đấu xuất sắc ở giải cá nhân. Chúng ta xin nhiệt liệt chúc mừng ba đội bảo vệ thực vật An Giang. Vâng, chúng ta xin nhiệt liệt chúc mừng vận động viên Chi Văn đội tuyển Việt Nam. Từ sau trận 2 đến nay anh đã vận động viên thi đấu liên tiếp những áo vàng của cả đua. Chúng ta xin